Này thiện hiện, vì khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa quán tất cả sắc bất khả đắc, nên tin Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chẳng tin sắc. Nói rộng cho đến quán trí nhất thiết tướng cũng bất khả đắc, nên tin Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chẳng tin trí nhất thiết tướng. Do vậy thiện hiện, khi các đại Bồ Tát tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin sắc, nói rộng cho đến chẳng tin trí nhất thiết tướng. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Đại Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, ông duyên vào ý nào mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Đại Ba La Mật Đa? Thiện hiện đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa đây đối với sắc cho đến thức chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với nhãn xứ cho đến ý xứ chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với sắc xứ cho đến pháp xứ chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với nhãn giới cho đến ý giới chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với sắc giới cho đến pháp giới chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với nhãn xúc cho đến ý xúc chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ.